Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả cùng các bạn đang theo dõi Tâm sự Thầm Kín, được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh Audio Hải Ngoại. Và đến Hải Ngoại ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một dòng tâm sự có tựa đề Trận chiến nảy lửa với chồng. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Bi kịch gia đình tôi bắt đầu từ 3 năm trước đây, khi ở cơ quan chồng khuyết vị trí trưởng phòng kế hoạch. Chồng tôi và gã Mạnh đều nhăm nhe cái chức vụ đấy. Chồng tôi có thực lực hơn, nhưng mà gã Mạnh thì lại mồm mép và giỏi quan hệ hơn. Cuối cùng chức trưởng phòng rơi vào tay gã. Làm việc dưới trướng gã Mạnh, có lẽ chồng tôi cũng bị đì đẹt, nên từ đợt đó anh càng nóng tính và hay cáu gắt hơn. Cũng từ đó anh trở nên nát rượu, không ngày nào đi làm mà anh không có hơi men trong người, rồi anh còn vũ phu và bạo lực nữa. Bao nhiêu sự ức chế bực bội trong người, anh đem về nhà và trút lên đầu vợ con. Đặc biệt là anh thường xuyên cà khịa với tôi. Biết tính anh gia trưởng và lại không muốn đôi co với người say, tôi không cãi vã mà chỉ lảng đi chỗ khác. Hai cháu nhà tôi càng ngày càng sợ bố. Chúng không dám xuất hiện trước mặt anh. Bố có mắng thì cũng chỉ lầm lũi đi ra chỗ khác thôi. Tưởng thế là yên, nhưng chúng tôi càng lảng tránh thì anh càng có vẻ càng điên tiết lên. Anh bắt đầu trở nên vũ phu, tìm cớ gây sự để chửi bới tôi bằng những lời nặng nề. Các con không làm gì nên tội, nên anh cũng chửi. Chửi vu vơ, chửi cho sướng miệng. Lúc nào anh cũng đe nẹt các con là biết tay bố mày đấy. Chửi chán thì anh phá và ném đồ đạc. Tôi ngăn thì anh đánh tôi. Trước mặt các con mà anh nỡ lòng nào tát và túm tóc, dúi đầu tôi vào tường. Tôi vừa đau vừa sợ. Mấy mẹ con khóc lóc van xin, nhưng anh như con thú hoang, cứ vừa đánh vừa chửi tôi. Nhiều hôm tôi đi làm với nhiều vết bầm tím ở trên người, mọi người chẳng cần hỏi cũng biết tôi làm sao. Mấy chị em ở cơ quan xúm vào an hỏi. Khổ nhất là hai đứa bé, chúng nó phải chứng kiến cái cảnh bố đánh mẹ, trở nên lầm lì. Có lần con gái tôi còn vừa khóc và vừa nói trong nước mắt. Nó bảo, mẹ ơi, con không muốn nhà mình như thế này đâu. Nghe con nói mà lòng tôi đau đớn quá. Gần đây anh càng ngày càng quá quát. Anh đánh tôi mà không cần tìm lý do. Hôm ấy tôi nấu cơm canh xong, chờ gần 8 giờ anh chưa về, nên ba mẹ con ngồi ăn cơm trước. Vừa ăn một lát thì anh về. Bước vào nhà, anh chỉ tay vào giữa mặt tôi rồi hét lên. Lũ chúng mày xem tao như thằng chết rồi phải không? Chỉ biết ở nhà nấu nướng ra hốc với nhau. Tao đi làm vất vả mà cơm chúng mày cũng không đợi. Tôi chưa kịp mở mồm thì anh hất tung mâm cơm. Không may bát canh còn nóng đổ vào chân thằng bé, bát đũa vỡ tanh bành ra. Tôi uất ức tận cổ, nhưng không dám nói gì mà chỉ chạy ra xem con có bị bỏng không. Đúng lúc đó anh túm luôn lấy tóc tôi, lại dúi đầu tôi vào tường như một thói quen. Anh chửi, mày là cái con đàn bà thối thầy. Uất ức, lại lo cho con, tôi gạt anh ra. Thấy tôi dám phản ứng, anh cho tôi một bạt tai. Cái tát trời giáng của anh tự nhiên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi thấy mình nhục quá. Tôi hét lên. Sừng mày tào với anh. Điều mà tôi chưa dám bao giờ. Có lẽ là anh quá bất ngờ trước phản ứng của tôi nên anh đơ ra nửa phút. Sau đó anh chửi tôi là mất dạy và định lao vào đánh tiếp. Nhưng lần này tôi chủ động phản đòn. Tôi đẩy anh một cái. Không ngờ mới hơn 2 năm, từ một người đàn ông khỏe mạnh, rượu đã làm cho anh thành một lão già hom hem và yếu ớt. Anh ngồi xuống đất, không đứng dậy được và bị bất ngờ tới mức không thốt nên lời. Mãi một lúc sau anh mới chửi tiếp được. Tôi mặc kệ anh. Xem chân con xong thấy không bị sao, tôi bảo chúng nó lên phòng. Hai đứa không đi, chúng nó cứ vừa đứng vừa khóc và vừa nói. Bố mẹ ơi, con xin bố mẹ đấy. Lúc này tôi quay lại, xốc nách anh lên ghế. Cơn say và cú ngã khiến anh không đánh lại được tôi, nên ngoài chửi ra, anh cứ để tôi làm gì thì làm. Tôi lôi anh vào phòng, ném anh lên giường và khóa cửa phòng lại. Sáng hôm sau anh tỉnh rượu. Tôi chờ xem anh làm gì, nhưng mà anh chỉ nhìn tôi gườm gườm rồi đi làm. Tôi đi làm về, anh vẫn say, nhưng anh không gây sự với ai cả, mà chỉ đập vỡ một cái cốc uống nước, chửi đổng vài câu, rồi vào phòng đi ngủ. Tôi đoán là sau vụ việc hôm qua, anh có phần sợ nên là không dám manh động nữa. Cảm mừng, tôi định chờ đến cuối tuần sẽ tâm sự với anh,
khuyên anh cai rượu để anh đỡ làm khổ vợ con. Sáng chủ nhật hôm ấy, tôi gọi anh ra phòng khách nói chuyện. Anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn ngồi. Tôi ngọt nhạt tâm sự với anh và kể lể nỗi khổ của vợ con khi chồng vũ phu và mong anh hồi tỉnh. Khác hẳn với dự tính của tôi, mặc kệ tôi ngọt ngào nhẹ nhàng, anh nổi sung lên và quát tháo ầm ĩ. Mày thì biết cái gì? Tao khổ với lũ chúng mày lắm rồi đấy. Nói một hồi rồi anh bỏ ra ngoài. Đến buổi trưa thì anh về, người toàn mùi rượu. Anh bắt đầu chửi tôi bằng những lời thậm tệ, nhưng hoàn toàn không động tay với tôi. Chửi chán, anh cầm cái ấm định đập tôi. Thấy thế tôi mới giằng cái ấm ra khỏi tay anh và quát lên. Anh muốn phá thì ra ngoài mà phá. Đừng có vẻ đập đồ đạc nữa. Tôi không có tiền mua đâu. Anh giơ tay lên và định đánh, nhưng mà tôi trợn mắt nhìn lại, tôi đe trước. Anh dám động vào tôi xem. Sống được thì sống, không sống được thì bỏ. Thấy tôi căng, anh bỏ tay xuống, ngồi ghế chửi một bài. Sau đợt đấy, anh vẫn vậy, vẫn say, nhưng không đánh vợ và đập đồ nữa. Thay vào đó anh chửi, chửi hàng tiếng đồng hồ. Tôi biết là sau lần tôi bị đánh lại, anh không dám manh động nữa. Có điều tôi chưa biết làm thế nào để giúp chồng thoát khỏi con ma men. Độ vài tuần sau tôi đang làm thì có điện thoại. Nghe điện, tôi tái xanh mặt mũi, tức tốc vào bệnh viện. Chồng tôi bị người ta đánh đến mức phải nhập viện. Anh nằm thiêm thiếp ở trên giường bệnh. Bộ quần áo bệnh nhân càng khiến anh trông gầy gò. Tôi nhìn anh, cảm thấy vừa thương, vừa hận. Anh đã bị rượu tàn phá đến mức chẳng còn ra hồn người nữa. Sau khi khám, bác sĩ bảo anh chỉ bị dạn một xương sườn, còn đâu là bị phần mềm, không đáng lo ngại. Thì lúc đó tôi mới thở phào. Rất nhiều lần khi bị anh đánh chửi, tôi chỉ mong anh biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi. Nhưng đến khi anh xảy ra chuyện thì tôi lại thấy sợ. Về sau tôi được người ta kể lại nguyên nhân anh bị đánh. Anh đi ăn nhậu. Có lẽ ở nhà giờ không đánh được vợ nên anh bức bối lắm. Uống rượu say, anh bắt đầu lè nhè và cà khịa với con bé phục vụ. Anh chửi nó vài câu. Nghe đâu con bé cũng ghê, nó chửi lại. Anh điên tiết và túm tóc nó. Người trong quán nhảy vào can, thoát ra được. Con bé gọi điện cho người yêu nó đến, đánh cho anh một trận như tử. Về sau gia đình hai đứa kia cũng đến nói chuyện và xin góp giải viện phí. Tôi biết lỗi, cũng do anh nữa, nên không dám làm to chuyện, mà tôi chấp nhận hòa giải. Bị dạn xương nên anh phải ở nhà điều trị, đi lại khó khăn. May mà tôi làm gần nên cũng chạy đi chạy lại và thăm anh được. Những ngày nằm nhà tôi thấy anh khó chịu lắm. Anh đăm chiêu không nói không rằng, cũng không chửi bới. Tôi nghĩ bản chất anh vẫn là một người tốt. Mấy ngày nay không có hơi men, anh lại hiền như cục đất, như trước khi cái vụ tranh chấp cái ghế trưởng phòng xảy ra. Tôi đối xử tử tế với anh và mong anh hồi tâm chuyển ý. Trưa hôm đó tôi về nhà cho anh ăn thì thấy phòng trống trơn. Tôi rất ngạc nhiên vì anh chưa lành hẳn mà không biết lại bỏ đi đâu đây. Tôi chưa kịp sốt ruột thì anh về. Nhìn mặt anh tôi biết ngay, do thèm rượu nên lẻn đi uống. Nhìn thấy tôi, anh hơi sững lại, định bỏ vào phòng. Tôi chạy theo, giật chai rượu anh giấu trong áo ra và đổ xuống hiên nhà. Lúc này có hơi men nên anh bắt đầu hăng hái chửi. Tôi mặc kệ mà lôi anh vào trong giường. Hôm đó tôi đi làm, rồi khóa cổng, rồi cầm luôn chìa khóa theo. Tối về nhà tôi đã thấy anh tỉnh táo xem tivi. Lúc này tôi mới chìa cho anh tờ đơn ly hôn, bảo anh ký đi, rồi giải thoát cho nhau. Em muốn làm gì thì làm, uống gì thì uống. Đưa xong, tôi bỏ ra ngoài. Hôm sau, trưa tôi về, anh đã ngồi sẵn ở ghế đợi. Anh gọi tên tôi và bảo muốn nói chuyện.
Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Đã bao nhiêu lâu nay tôi quen anh xưng mày tao, đến nỗi quên mất cảm giác được chồng gọi tên thì nó như thế nào. Chúng tôi nói chuyện rất lâu và rất dài, nhưng chốt lại anh hứa là anh sẽ cai rượu, bỏ thói vũ phu và không muốn gia đình khổ sở vì anh nữa. Công cuộc cai rượu của chồng tôi không dễ, bởi trong 6 tháng sau đó anh tái nghiện đi 4 lần. Nhưng tôi rồi gia đình hai bên cũng động viên và giúp anh. Bản thân anh cũng phải hạ quyết tâm rất lớn. Đến bây giờ chồng tôi đã bỏ rượu thành công. Một năm sau đó, anh chuyển việc đến 2 lần. Đến giờ mới ổn định dù lương lậu thấp, tài năng không được trọng dụng, nhưng mà anh không còn cáu kỉnh nữa. Anh trở nên ôn tồn và chăm lo đến gia đình hơn. Mỗi khi nhắc lại chuyện này, chồng tôi hay đùa. Tất cả là nhờ công của tôi. Nhờ cái ngày mà tôi dám phản kháng lại, mà anh mới có thể trở thành được một con người. Phải chăng tôi đã sai? Vì ban đầu tôi đã quá nhu nhược để anh bạo hành và tụt dốc trên con đường nghiện rượu. Giá như tôi phản kháng sớm hơn thì các con và tôi đã không phải chịu khổ nhiều đến như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình nào rồi cũng sẽ có những cái xung đột, những cái xích mích nhất định. Không vì lý do này thì nó sẽ vì cái lý do khác. Và cụ thể trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì là cái lý do là anh ấy thay đổi cái tâm tính vì uống rượu, cũng vì cái áp lực cuộc sống thôi. Anh ấy tìm đến những cái hơi rượu, cái chất cồn, chất kích thích để cho nó quen đi những cái bực bội, cái bực dọc mà trong ngày mà anh phải hứng chịu. Điều này thì nó hơi quá một chút. Chúng ta có thể uống đến khi mà nó mệt, mình đi ngủ, cho nó quên đi mọi cái thứ mà mình phải suy nghĩ. Nhưng mà anh lại uống đến cái mức mà say, mà đến mức mà nghiện luôn. Rồi từ đó nghiện rồi trở thành con ma men, nó ngấm vào người và thay đổi luôn cả cái tính nết đang hiền từ như một cục đất, bây giờ lại thành một cái người cục cằn, dữ dằn, đánh đập vợ con, chửi bới, mắng nhiếc, khiến cho trong mắt cô vợ anh ấy là một cái người bị biến đổi hoàn toàn cái con người, mất hết hình tượng. Và cái sự phản kháng muộn của cô ấy, Hồng Nhung xin nói một chút với quý vị, không phải là vì nó muộn đâu, mà cái thời gian trước đó mà cô chưa phản kháng, mà cô vẫn là đang rất là tôn trọng chồng. Cô vẫn mong cái con người ban đầu của anh ấy quay trở lại khi mà cô nói nhẹ nhàng. Cô không muốn làm tổn thương đến anh ấy. Nhưng mà phải đến khi mà rất rất nhiều lần rồi, quá rồi, thì cô mới đứng lên đấu tranh khởi nghĩa để giành lại những thứ mà mình muốn. Thì rất là may mắn cho cô ấy là anh ấy tỉnh ngộ ra, dùng những cái biện pháp mạnh như vậy anh tỉnh ngộ ra. Còn nhiều người dù có dùng cái biện pháp mạnh cũng không tỉnh ngộ được đâu thưa quý vị. May mắn cho cô là dù muộn một chút nhưng có còn hơn không. Chồng đã quay trở về là một cái người chồng hiền lành và thương yêu vợ con như lúc ban đầu. Ai rồi trong cuộc sống cũng sẽ có sai lầm thôi. Quan trọng là chúng ta biết bỏ qua cho nhau để chúng ta quay trở lại với những thời gian đó và bù đắp cho nhau trong những cái lúc mà chúng ta phạm cái lỗi của mình. Hầu như chỉ có một lời gửi đến quý vị khán giả, đó là chúng ta nên biết cách mỉm cười với những gì mà chúng ta đang có trong cuộc sống này. Dĩ nhiên ai cũng mong muốn là mình sẽ được up lên một cái vị trí tốt trong công việc, nhưng nếu không được thì thôi, chúng ta cũng không nên tranh đấu quá nhiều. Tham sân si mà, những cái điều đó là những điều mà Phật đã dạy trong đạo Phật, là chúng ta không nên phạm phải những cái điều đó, tham sân si. Và cái gì quá nó cũng không tốt, vừa đủ vừa phải, và biết chấp nhận và mỉm cười với những cái gì mà mình đang có, tận hưởng nó, sống cùng với nó, để chúng ta còn bù đắp cho những thứ khác trong cuộc sống này. Cuộc sống là phải cân bằng, đừng có cái gì hơn, cái gì hơn nó cũng không tốt. Chính vì thế cho nên là nó mới dẫn đến cái việc mà anh ấy mới tìm đến rượu, rồi bực mình, rồi thay đổi tâm sinh lý là vì vậy. Còn nếu thực sự mà anh biết mỉm cười với những gì mà anh ấy có từ lúc ban đầu thì Hồng Nhung nghĩ là cuộc sống của anh sẽ rất là viên mãn đấy. Câu chuyện đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Quý vị nghĩ sao về những điều mà Hồng Nhung nói, Hồng Nhung chiêm nghiệm và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay? Quý vị đừng quên hãy cho Nhung một cái bình luận xuống bên dưới, một cái like, một cái subscribe để chúng ta tiếp tục theo dõi những cái câu chuyện tâm sự sẽ có vào cái số đêm ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip của Audio Hải Ngoại, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.